Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo, trên địa bàn toàn tỉnh, đêm nay không mưa và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai trời nắng ráo với nền nhiệt cao nhất từ 32 đến 34 độ và thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Long An dự báo, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng chính gió mùa Tây Nam ở Nam Bộ, duy trì cường độ trung bình, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ lấn Tây. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ tại miền Đông Nam Bộ. Đêm nay và chiều tối mai, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày mai trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng với nền nhiệt thấp nhất ở đây là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Ở miền Tây Nam Bộ, khu vực này, đêm nay và chiều tối mai cũng có mưa rào và dông vài nơi. Quý vị cũng nên đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày mai trời nắng ráo với nền nhiệt thấp nhất là từ 25 đến 27 độ và cao nhất từ 32 đến 34 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.